Hello, xin chào. Hôm nay là ngày chủ nhật. Chủ nhật buồn. Chủ nhật rất buồn luôn. Hôm nay là ngày cuối tháng nữa. Cuối tháng dương là ngày hôm nay là ngày 30 tháng 8. Gia đình còn đúng một cây duy nhất, còn hai cây thì là cái view này khách lấy nhiều đơn quá, tức là bổ sung vào đây còn một cây duy nhất này. Đây là cây gen 7 nhá. Anh em cô dì chú bác nhé, gen 7. New đã kích hoạt rồi. Phụ kiện hộp zin theo máy các bạn nhé. Hộp zin theo máy luôn. Gen 7 dòng 10.2 inch hỗ trợ boost pencil và bàn phím. Anh em có thể liên hệ ngay luôn, còn một cây duy nhất. Đấy, khách gọi nhiều để chế độ im lặng nha anh em nhé. Chứ mình không trốn. Mình nói với các bạn là mình chưa biết trốn. Vẫn lù lù ở đây và bây giờ đang bán một cây gen 7 new màu trắng cho anh em giá hơn 7 củ. Cái này là bên mình đã check bảo hành rồi nha anh em nhá, check bảo hành để kiểm tra xem cây máy này là đến ngày bao nhiêu anh em nhá. Cây máy này là đến ngày 11 tháng 12. Đúng rồi, 11 tháng 12 xem nào. 15 tháng 11 năm 2021 nhá, cây này còn bảo hành đến 15 tháng 11 năm 2021. Phụ kiện thì còn zin theo máy anh em nhá. Zin theo máy luôn. Đấy, zin theo máy các bạn nhé. Bố vào chất luôn. Gen 7 10.5 à 10.2 inch. Xin lỗi anh em, 10.2 inch. Hàng này thì là sản xuất 2019 anh em nhé, ra đời 2019. Còn con này nó sản xuất có thể là 2020 và có thể là 2020, chắc là 2020 thôi. Mình không rõ, mình không check. Đấy. Cái máy này thì là cũng khá là vừa tiền và cấu hình đủ khỏe. Thừa khỏe luôn để anh em học online. Còn chiến PUBG này, chiến Call of Duty này, rồi các loại game gọi khủng nhất là con này nó chưa được hết. Đấy. Mà mã này thì nó vừa tiền. Giá bây giờ mình đang bán là hơn 7 củ. Hơn 7 triệu anh em nhé. Đấy, full box luôn. Mời anh em lên đơn. iPad đợt này nó đang gọi là hiếm. Thế nên là còn đúng một cây vẫn phải bán giao lưu. Anh em có thể liên hệ ngay trong khoảng 10 phút nữa đổ lại nhé. Nên là sau app video này các bạn chỉ muốn mua ấy, thì chỉ 10 phút nữa thì hãng gọi. Nếu quá 10 phút rồi thôi đừng gọi. 0567 0518 nhé. Bye bye. Rất buồn, chủ nhật này rất buồn. Buồn cho đến bao giờ luôn. Chia tay anh em, bye bye.